Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thành phố. Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, đây là lần thứ 3 Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức bồi dưỡng cho đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Với mong muốn tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Để hội nghị đạt được các mục tiêu đề ra, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, tập trung theo dõi, tiếp thu, tích cực trao đổi, thảo luận với tinh thần cầu thị, nắm bắt các vấn đề để sau khi hội nghị kết thúc, các đại biểu có thể áp dụng vào thực tiễn tại cơ sở. Tại hội nghị, các đồng chí nguyên đại biểu Quốc hội, nguyên lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo cấp vụ Bộ Tài nguyên và Môi trường, giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia đã truyền đạt trao đổi 4 chuyên đề: Hội đồng Nhân dân với chính sách xây dựng nông thôn mới, Hội đồng Nhân dân trong lĩnh vực đất đai, kỹ năng trao đổi giữ mối liên hệ với cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân, kỹ năng điều hành thảo luận hội nghị đối thoại của Hội đồng Nhân dân. Qua các chuyên đề sẽ giúp đại biểu hiểu rõ và sâu hơn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Nhân dân, nắm chắc các kỹ năng của người đại biểu dân cử.